Mày uống nước nha. Mày đang làm cái trò gì vậy? Hả? Anh muốn gì? Có chuyện gì vậy con? Ai vậy? Nè, anh kia, anh là ai vậy? Tôi gọi bảo vệ đó. Không sao đâu mẹ. Có sao không con? Không sao đâu ai mẹ. Vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh kia, anh là ai? Tại sao anh ngăn gì vô đây đánh con tôi vậy? Tôi gọi bảo vệ đó. Tôi đang có chuyện muốn nói riêng với nó. Bà im mồm đi. Anh là ai mà nói sắc sườn vậy? Anh có tên là tôi gọi bảo vệ. Mẹ, không sao đâu mẹ. Đi còn nói chuyện với anh ta nhá. Nói chuyện. Con thì ta tôi về con. Nhớ lại ngay. Vậy thì em nói đi. Tại sao em lại làm khó anh như vậy? Trong khi họ là người dưng, còn anh là chồng của em. Anh thôi đi. Anh đừng có làm cho em xấu hổ ở đây được không? Xấu hổ à? Xấu hổ. Đây. Anh mới là người phải xấu hổ vì em. Anh dám cho người theo dõi em hả? Em nhìn họ đi. Họ có đáng để em phải bảo vệ và chống đối với anh hay không? Bao nhiêu lâu nay, ai là người đã chăm sóc cho em và lo lắng đủ thứ cho em? Thôi đi. Mấy người để cho mẹ con tôi yên. Mấy người đi đi. Đi. Ê, mẹ. Đủ rồi anh. Đi về. Mày chờ đấy. Nói, tại sao em lại qua đêm với Cảng Tuấn? Nói! Anh buông tôi ra! Nói! Cuối tuần này chúng ta sẽ làm lễ cưới luôn. Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Chưa có một ai biết được tình yêu thế nào. Yeah. Chưa có một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau. Yeah. Chưa có một ai không muốn tình yêu gì em nhỉ. Chưa có một ai không biết tình là những yêu mê, mà sao vẫn mất cho để đến bên nhau. Yeah. Có chung là vì khi yêu lòng không nghĩ suy. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay. Hôm nay chị Ngân báo nghỉ. Tôi gọi cho Ngân không được, có số nào khác không? Dạ không ạ. À. Anh tìm chị Ngân hả? Chị Ngân đang ở nhà anh Hùng ăn cơm trưa với bác Lưu và ba em rồi. Hai người đó sẽ tổ chức cưới sớm. Chuyện này anh Hùng cũng đã sắp xếp từ trước rất là lâu rồi. Mẹ ơi, mẹ.
Mẹ tôi bị sao vậy? Nãy cô nhấn chuông báo mệt nhưng không ngờ cô lại ngất xỉu ngay sau đó. Bây giờ chúng tôi phải để cô vào phòng cấp cứu mới được máy móc để hỗ trợ. Hello. Tao muốn thách đấu mày và giải thưởng cho người thắng cuộc là 30.000 đô. Mày muốn đấu không? Tôi đồng ý. Và tao có thêm một điều kiện cho mày nữa. Là nếu mày thua, mày sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt Ngân nữa. Chuyện này đừng lôi Ngân vào. Nếu anh muốn đấu với tôi thì cứ đường đường chính chính. Tôi sẽ chấp nhận lời đấu của anh. Tôi đã thách đấu nó và tôi muốn nó thua thật thảm hại. Ông muốn làm như nào thì làm. Và tôi muốn nó sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vi, em làm gì ở đây đấy? Anh với chị Ngân sắp làm đám cưới rồi. Tại sao anh còn giở trò để hại anh Tuấn nữa? Đây không phải là hại, mà là anh đang cảnh cáo nó, để nó đừng bao giờ chạm vào điểm giới hạn của anh. Em cũng cảnh cáo anh, ba em đã cho phép em tự do yêu đương rồi, cho nên anh đừng có đụng tới anh Tuấn. Em gái này, để nhắc cho em nhớ nha. À, mà em có biết lý do tại sao mà mẹ em lại bỏ đi biệt tích như vậy không? Là bởi vì ba của em thuê người dàn cảnh, đánh cảnh cáo dằn mặt, không bao giờ được bén mảng đến gần em. Chú sẽ không bao giờ bỏ qua cho em đâu. Em nên biết tự từ bỏ trước khi mà chú thực sự nổi giận. Cố gắng gom góp tiền để mà điều trị càng sớm càng tốt thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Anh Tuấn, anh không được dao động. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi. Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh có công việc phải đi. Ơ, khoan đã, anh đi đâu vậy? Bây giờ mẹ anh đang bệnh, anh phải ở đây chứ. Anh lên trường, hôm nay có bài thi của anh chồng. Không đúng, tới đó mà. Vi, em có thấy anh Tuấn đâu không? Bác sĩ cần gặp ảnh. Ờ, anh Tuấn mới đi ra ngoài rồi. Vậy để em đi chung với chị. Đi thôi chị. Thank you.
Tao đã có mục đích rõ ràng cho trận đấu này, nên dù muốn hay không, mày đã chấp nhận lời thách đấu thì phải chơi theo luật của tao. Bố đây. Được. Nếu anh nói vậy thì tôi cũng có điều kiện của tôi. Nếu anh thua thì phải trả lại tự do cho Ngân. Tao đã có mục đích rõ ràng cho trận đấu này, nên dù muốn hay không, mày đã chấp nhận lời thách đấu thì phải chơi theo luật của tao. Bố đây. Ê. Được. Nếu anh nói vậy thì tôi cũng có điều kiện của tôi. Nếu anh thua thì phải trả lại tự do cho Ngân. Có. Bắt đầu đi. Vậy nào. Đừng đánh nữa. Anh Hồng, em xin anh đừng đánh nữa. Đừng đánh xuống nữa được không? Anh sẽ cho em thấy nó sẽ thua thảm hại như thế nào. Đừng mà. Đừng đánh nữa. Có. Lấy. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và Ngân nữa. Tôi xin lỗi.
Tại sao lại như vậy? Nếu có thời gian rảnh, anh đến chúc mừng tôi và anh Hùng nha. Có phải là bị ông ép buộc không? Không hề, tôi hoàn toàn tự nguyện. Anh Hùng là người vững vàng nhất, hơn nữa có thể bảo vệ tôi trước mọi sóng gió. Sau nhiều chuyện thì tôi đã suy nghĩ lại. Bây giờ thì tôi hơi bận, anh có thể đi về. À, anh có thể ghé kế toán để thanh lý hợp đồng. Ca khúc của anh đã được nghiệm thu. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng hạnh phúc. Chắc không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Chắc không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Chắc không một ai không muốn tình yêu giữ em, yeah. Chắc không một ai không biết tình là những yêu mến, mà sao vẫn bất chấp để đến bên nhau, yeah. Có chừng là vì khi yêu lòng không nghĩ suy, rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Cause baby you are my, trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are mine. Và mai yêu thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Con người ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mặt, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau, yeah. Em đâu ấy? Và rồi em đã thấy như anh giữa phía chân trời. Là mày tự thuốc lấy. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và Ngân nữa. Rồi chỉ cần nhìn thấy ta cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Cause baby you are my, oh, oh. Vì trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau. Cause baby you are my, oh, oh, oh. Gò má đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Ủa? Con. Mẹ có sao không mẹ? Đâu có. Mẹ đâu có bị gì đâu. Sao con hoảng hốt vậy? Không, tại nãy con thấy một người áo đen mới từ phòng này đi ra mà. Người ta đến từ thiện đó con. Người đó là Mạnh Thường Quân. Ông nói thấy mẹ con mình á, hoàn cảnh nó khó khăn, cho nên á mới lập một cái quỹ từ thiện gồm tiền á tới là cho mẹ con mình đây nè. Con, con coi coi trong đây được bao nhiêu con. Chắc là 30.000 đô đó mẹ. 30.000 đô? Nhiều tiền quá. Ai mà tốt bụng dữ vậy? Mạnh Thường Quân đó thật là tốt. Như vậy là có tiền nhiều rồi. Bệnh của mẹ có thể chữa được phải không con? Mẹ sẽ hết bệnh phải không con? Dạ. Con lại tạ ông bà đã thương và giúp đỡ cho con. Con cảm tạ ông bà, con cảm ơn trời Phật.
sao vậy? Chả có vấn đề gì hết. Nói